Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay là anh em mình sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo máy phát điện từ máy phát điện 220V này, từ những cái động cơ quạt thế này. Đấy, các bạn có thể tháo ra những cái quạt cũ hỏng này, hoặc là những cái quạt mà anh em kiếm ở sắt vụn mà cái động cơ nó vẫn còn nguyên ấy, nhưng còn ok thì anh em tháo ra về để chế máy phát điện 220. Thì đây anh em mình sẽ tháo ra, đấy, tháo ra toàn bộ những cái động cơ quay quạt điện bình thường ấy. Đấy, tháo ra hết sạch này. Đấy, tháo lấy cái lõi này, anh em mình sẽ cắt. Đấy, cắt làm sao mà để vừa cái để anh em mình gắn cái nam châm vào. Thì nam châm thì anh em mình sẽ tháo ở những cái bánh xe đập điện thế này. Đấy, ở đây nó sẽ có những cái nam châm cực kỳ mạnh luôn. Đấy, những cái nam châm này thì nó mới đủ để mà phát được ra điện nhá. Anh em sử dụng những cái nam châm khác mà thể loại nam châm đen ấy, kiểu như là nam châm ở trong này này, thì là nó sẽ không phát được ra điện mạnh đâu, mà phải sử dụng những cái nam châm rất hiếm thế này. Đấy, anh em tháo ra. Thì bây giờ là anh em mình đang cắt ránh cái lõi này để anh em mình sẽ gắn từng viên nam châm trong này. Đấy. Thì cái gắn nam châm này thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nhé, gắn chi tiết làm sao để nó phát ra được cái công suất mạnh nhất có thể đối với những cái quạt này, đối với những cái củ quạt này nhé. Và bây giờ anh em mình sẽ tiến hành cắt cái này cái đá. Ok anh em ạ, thì sau 2 ngày anh em mình cắt và cải tiến để cho cái động cơ này nó hoạt động tối đa nhất có thể và ok nhất, thì anh em mình đã cắt này. Đây ông cầm cái này tôi. Ở ngày đầu tiên anh em mình cắt 6 cành. Đấy, 6 cành để gắn 6 cái nam châm. Nam châm thì các bạn phải gắn đúng như mình ấy thì nó mới chạy được ok nhá, còn gắn sai là nó không chạy được. Thì với cái 6 cành này thì nó không hoạt động, tại vì là từ trường nó cắt không đúng qua cuộn dây. Đấy, anh em mình nghiên cứu cái ngày đầu tiên là thất bại là do cắt 6 cành này. Đến ngày thứ hai thì anh em mình sẽ chuyển qua 2 cành thì vẫn thấy điện nó ra khá là thấp. Anh em mình lại chuyển lên 4 cành. Đấy. Thì như vậy là 4 cành thế này, theo nguyên bản thì nó cắt đúng 4 cuộn dây. Đấy, cắt vào 4 cái cuộn dây này này, từ trường nó cắt vào chính xác 4 cuộn dây 4 hướng này nhá. Nên là điện nó đã cho ra được khoảng tầm 300V rồi, 300 đến 250V khi anh em cắm tải vào. Đấy, thì nó ra như điện lưới luôn. Đó. Thì các bạn phải cắt như thế này cho mình này thì nó mới hoạt động ok được nhá. Nếu như bạn nào mà không làm được ấy thì các bạn phải xem kỹ cái đoạn này. Đoạn này nam châm thì anh em gắn cho mình là cực nam này, cực bắc này, có nghĩa là N này, S này, N này, S, phải gắn đúng như thế này của mình thì nó mới hoạt động được ok. Còn các bạn gắn sai thì các bạn phải xem lại cái đoạn này này. Nếu như mà điện áp ra khoảng tầm 5 đến 90V thì các bạn phải xem lại cái đoạn gắn nam châm này nhá. Các bạn gắn sai là nó không bao giờ ra được đâu. Và cắt thì các bạn sẽ đối xứng thế này. Đấy, bên này cực N thì bên này cũng là cực N này, bên này cực S thì bên này cũng là cực S này. Đó, đối xứng như vậy thì nó mới hoạt động ok được. Nhiều bạn làm, rất là nhiều bạn làm sai cái đoạn này nên là nó sẽ không cho ra được cái điện áp đúng như 220. Đó, thì các bạn lưu ý cái đoạn này nhá. Còn về cuộn dây thì các bạn không cần phải cắt hay đồ chế gì cả. Nguyên cái cuộn dây này thì các bạn cứ đấu như nguyên bản ban đầu. Ví dụ như đây là 2 cái dây tù này thì các bạn vẫn đấu là 2 cái dây tù vào. Đấy, còn lại 4 cái dây này thì các bạn cứ thử đi. Dây nào mạnh nhất thì các bạn lấy nguồn điện ra 220 ở chỗ đấy, hoặc là các bạn làm cái đồng hồ. Ở đây mình đo thử thì dây màu đen và dây màu xám này. Một số dây thì nó là màu đỏ và màu đen, hoặc là màu đỏ và màu xám. Đấy, tùy nhá. Cái này tùy vào mỗi cái động cơ quạt này. Đấy, ví dụ như đây chẳng hạn này. Như dây này là màu đỏ và màu xám chẳng hạn này. Đó. Thì cái này là tùy vào cái mối đầu quạt, anh em cứ thử. Nói chung là cái dây của trên quạt ấy anh em không cần phải tháo hay là đồ chế hoặc đấu gì cả, cứ để nguyên bản và các bạn thử ở những cái dây ra này. Đấy, cứ đấu một dây bất kỳ các bạn thử là ok. Căn bản nhất là cái này này. Đó, bây giờ mình sẽ gắn vào và test thử luôn nhé. Gắn vào động cơ và test thử các bạn xem luôn. Đấy, như vậy thôi, chỉ có mỗi cái này lưu ý cho các bạn này. Đó. Ok, bây giờ anh em mình sẽ gắn cái này vào đấy. Tí nữa mình sẽ gắn vào động cơ và test thử luôn. Trước khi anh em mình đấu vào cái động cơ máy cắt cỏ kia thì anh em mình sẽ thử sống cho các bạn xem nhé, bằng cái máy khoan này này. Đó. Đây, đấu nguyên bản như cũ nhá. Đấy, ra 2 dây ra này. Thì hồi nãy anh em mình test rồi thì nó sẽ có 2 cái dây màu xám và màu đen của mình. Nó ra điện 220 mạnh nhất. Mình sẽ lấy 2 cái dây này. Còn lại những cái dây khác thì mình sẽ cắt bỏ đi. Và không lấy, có thể là lấy để thắp sáng một bóng rời ở ngoài cũng được. Hãy thử đi. Bóng sẽ đốt này. Đó. Sáng rất mạnh luôn nhá. Thay một bóng nữa này. Đấy. Rồi, ok. Công suất của cái này thì nó phát ra thì nó cũng tương đối là khoảng tầm 100W hoặc 150W đổ về thôi, tùy vào cái tốc độ của cái máy khoan hoặc là tốc độ của cái máy phát này. Nên là nhiều anh em mà muốn cái động cơ này nó phát được công suất lớn hơn ấy thì không được đâu nhá. Bắt buộc phải có nắm châm mạnh hơn này thì nó mới phát được lớn hơn một xíu. Chứ còn mà xem như trên mạng anh em xem mà 200-300W thì không có đâu, con này dưới 100W thôi. Chủ yếu là anh em thắp sáng chạy quạt này,
hoặc là sạc điện thoại. Bây giờ mình sẽ gắn vào động cơ, test thử luôn. Ok, thì anh em mình đã gắn vào đây. Đó, đầu nguyên bản thì mình vẫn là giữ nguyên nguyên bản nhé. Chỉ lấy ra hai cái dây đầu ra thôi. Hai dây này này, điện ra 220 này, trục này, động cơ quạt này, tủ này vẫn giữ nguyên nhé. Bây giờ giật nổ đi, giật nổ xem thử thế nào. Đấy. Thì gắn vào động cơ ấy thì cái tốc độ của động cơ nó quay tốt hơn so với máy khoan, nên là cái ánh sáng nó sẽ được đều hơn nhé. Đấy, các bạn điều chỉnh làm sao mà cái tốc độ của động cơ này nó quay đều nhất có thể, là cái bóng đèn này nó sẽ sáng. Như các bạn đã thấy thì cái công suất nó phát ra ấy thì gần như là khá là ok. Một cái bóng 40W này rất là sáng luôn. Một cái bóng 20W này, lấy thêm một cái bóng 40W nữa để xem thử là công suất con này có được hơn 100W hay không. Mình đoán thì nó rơi khoảng tầm hơn 150W thôi, cũng không căng lắm đâu. Ê, chỗ này là 100W này. Đó, giật máy nổ thử luôn. Ê, mới đầu lên ấy, thì cái bóng nó sẽ yếu, tại vì mình cắm tải trực tiếp luôn mà, nên là nó sẽ bị yếu các bạn ạ. Nếu mà cắm lần lượt ấy, thì nó đỡ hơn. Con này thì nó không phát được tối đa 100W đâu. Mình đã thử này, hai cái bóng 40W này, còn theo một cái bóng này 25W nữa, là công suất nó hơn 100W rồi. Thì như đây mình thấy thì nó rơi khoảng tầm 80W đổ về là nó sẽ chạy hợp lý nhất. Còn 100W thì nó vẫn chạy được, nhưng mà các bạn phải thắp sáng những cái bóng LED này thì nó mới chạy được. Còn bóng xoay đốt này thì mình chỉ test thử thôi, nên là mình thấy công suất của quạt như vậy cũng khá là ok rồi cho một cái đầu quạt thế này. Các bạn có thể thấy là nó vẫn có thể được chạy được quạt nhá. Đấy, vẫn có thể chạy được quạt. Thì con này các bạn cứ tính công suất làm sao mà nó có thể chạy được dưới 100W là ok. Chứ còn trên 100W thì nó sẽ không chạy ổn định đâu. Còn trên 100W thì anh em chỉ thắp sáng thôi. Anh em sử dụng những cái bóng đèn 100W. 100W thì anh em có thể thắp được 5 cái bóng đèn 20W nhá. Trong nhà anh em mà thắp 50 bóng đèn 20W là sáng nhất nhà rồi, nhất xóm rồi. Đang test thử cho nó tải nhá. Đó. Hiện tại là nó đang tải 3 cái bóng LED. Mỗi bóng là 25W. Công suất ở đấy khoảng tầm 75W thôi. Đấy. Tổng công suất chỗ này nếu anh em thắp LED ấy, thì có thể thắp được khoảng tầm 4 đến 5 cái. 5 cái 20W thì thắp thoải mái luôn. Đấy, anh em có thể thắp khá được trong gia đình rồi. Đấy. Nói chung là khoảng tầm 100W là anh em có thể thắp sáng được. Ok, thì như vậy là anh em mình đã hướng dẫn các bạn, cũng như là chỉ cho các bạn một cái cách mà biến một cái động cơ quạt bình thường này này thành một cái máy phát điện 220, có thể thắp sáng, sạc điện thoại, chạy quạt này,
Đấy, công suất thì dưới 100W thôi. Anh em nào mà xem những cái quạt này mà cứ bảo một công suất trên 300-400W thì nó không được đâu nhá. Anh em như mình test thử thì mình chỉ thấy dưới 100W là ok thôi. Thì các bạn thấy video này như thế nào, các bạn cứ comment ở bên dưới video nhé. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé. Anh em mình đang nghiên cứu rất là nhiều những cái phát minh máy phát điện mới nữa. Anh em cứ ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái phát minh tiếp theo nhé. Chào anh em nhé.